Vâng, xin kính chào tất cả các bác nhá. Ở trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp giúp em về cơ sở 1 giúp em các bác nhá. Và anh em nào như mua hàng sản phẩm gì các bác nhìn kỹ và cho em cái mã số các bác nhá. Mã số và giá tiền của nó luôn. Vâng ạ. Hôm nay thì về được rất nhiều bát các bác nhá. Em về rất nhiều bát này. Lo chung lo chép cũng có luôn các bác nhá. Và bác nào yêu thích mã nào thì nhìn cái mã số giúp em. Và hàng mới cũng có và hàng bãi cũng có các bác nhá. Đấy. Vâng ạ, mã số 1 ở đây là đô la Piolo bát 30 các bác nhá. Dòng này thì em nó luôn hàng xuất, cũng như hàng xuất. Đấy, con này thì nó sản xuất tại Việt Nam và xuất đi châu Âu các bác nhé, chứ không bán ở thị trường ở Việt Nam. Đấy, thì bác nhìn này, từ cái xương của nó này cực kỳ chắc chắn các bác nhé, 500 kép. Con này thì là côn của nó côn 56,5 các bác nhé, nhưng mà phíp của nó phíp dài, phíp sâu nên bánh bắt cực kỳ uy lực luôn. Và em đánh giá thực sự đây là một trong những dòng bát mà trong tầm tiền thì em nghĩ khó có dòng bát nào mà đánh lại cái dòng bát này lắm. Trong tầm tiền này đánh bắt cực sâu và uy lực luôn. Đấy, 500 kép nó dính liền với nhau và đánh bắt rất là sâu, phíp sâu mà anh nghe nhạc cũng hay và hát karaoke cũng rất là tuyệt vời. Đấy, con này thì nó là hàng Việt Nam xuất đi châu Âu các bác nhá. Mà hàng nước còn zin luôn, gân của nó là gân dưới các bác nhá, rất là đẹp. Đấy. Đôi này em đã bán cho các bác là 1.900.000 đồng một đôi, bao ship cho anh em luôn anh em nhá. Ok. Đấy. Và đến mã số 2, số 3, số 4 này toàn là hàng là em mua được của khu chế xuất các bác nhá, của Benziger của China. Em nói luôn, thương hiệu Benziger nó đến từ Chile, nó đến từ Đức nhưng mà nó sản xuất ở bên China rồi các bác nhá. Chứ là không còn của Đức như ngày xưa đâu. Em nói luôn. Đấy, cái dòng này thì nó sản xuất ở Đức thì nó đang lâu lắm rồi, còn những sản xuất ở bên Chile nó tầm 20 năm rồi các bác nhá. Nên là tất cả những dòng này nó đều của Chile thôi. Đấy. Các bác nhá. Vì đây là con này thì là hàng của nó là hàng tồn kho các bác nhá. Hàng tồn kho này. Bát 30 này. Bát 30 côn của nó là côn 60 năm từ 156 các bác nhá. Từ 156. Kháng trở của nó là 8 ohm này. Công suất 300W. Đấy, mắc cỡ 600W. Đấy, con này côn của nó là côn 2 lớp, dòng nó full mà nó chỉ có côn 2 lớp thôi. Dòng nó full chỉ có côn 2 lớp các bác nhá. Dòng này thì nó là hàng tồn kho nên là em đã mua được một số ít thôi, không có nhiều các bác nhá. Thì giá của nó là 1.600.000 đồng một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy, tiếng rất là hay, lời côn 65 thì nó thật mấy các bác là côn quá tuyệt vời rồi, côn là nó thực sự là cũng rất lý tưởng các bác nhá. Đấy, hát karaoke thì cực ngọt luôn. Đấy, 1.600.000 đồng mã số 2 các bác nhá. Mã số 3 đây là Benziger bát 25. Đấy, con này thì là gân dưới này, gân dưới màng các bác nhá. Đấy, có bình thường là gân trên gọi là nhảy, gọi là gân trên màng này, và gân này gân dưới màng, màng rất là rộng, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, bát 20 năm. Đấy, côn của nó côn 39, kháng trở là 6 ohm. Đấy, công suất là 250W. Đấy, con này thì là hàng bãi này. Ba cái con này là hàng bãi này. Đấy, con này tí mã số 4 à mã số 3 này. Mã số 4, mã số 5 là hàng bãi các bác nhá. Đấy. Con này côn của nó côn 39. Đấy. Giá là 1 triệu một đôi các bác nhá. Bát 2 năm. Mã số 4, số 5 là bát 20 các bác nhá. Bát 20 này. Benziger hàng bãi các bác nhá. Nhưng mà còn rất là đẹp, cái dòng này còn rất là đẹp này. Xuất sắc luôn. Các bác nhìn qua 5 tháng thì nó đã bị nói chung là cái đốm đốm đổi mồi, nói chung là tóm lại là oxy hóa theo 5 tháng các bác nhá. Đấy, 6 ohm công suất 200W. Đấy. Con này cũng 6 ohm 200W nhưng con này là màng sóng. Mã số 5 là màng sóng. Mã số 4 là màng bóng các bác nhá. Đều 900.000 một đôi. Côn của nó côn 37 các bác nhá. Côn dòng này là côn 37, nghe karaoke cực hay luôn. Hát karaoke cực ngon luôn và nghe nhạc cũng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy. Ok cho các bác. Đấy. 900.000 một đôi. Còn riêng cái mã số 6 này là hàng tồn kho các bác nhá, hàng tồn kho. Hàng tồn kho. Cái lòng loại này thì không có nhiều đâu. Nó chắc chỉ còn vài đôi thôi. Thôi nhá. Bát 20 gân vải tầm dầu, côn của nó côn 37 các bác nhá. Đấy, côn 37. Đấy, côn 37. Côn 37 và kháng trở là 4 ohm, công suất 280W max các bác nhá. Dòng này côn của nó côn 2 lớp vì dòng nó full mà. Nó full côn của nó côn 2 lớp nha. Lời rất là hay các bác nhá. Lời rất là xa. Đấy, dòng này cũng 900.000 một đôi. Đấy. Đẹp vật vã luôn. Các bác nhá. Hàng tồn kho. Thôi nhìn này, nó có bụi bẩn. Mã số 6. Mã số 6B. Ở đây là em nói luôn ha, những cái dòng lo bát này nó zin toàn bộ các bác nhá, nhưng mà đây là hàng thu mua lại của người tiêu dùng. Có nghĩa là những cái loa của người tiêu dùng ở trong dân ấy, người ta mua những cái loa cao cấp hơn, người ta có thể người ta thanh lý loa, hoặc có thể trong trường hợp mà những cái loa mà thùng quách nó kém, nó lở loét hoặc nó bị hỏng rồi đấy, bọn em mua được chép, mua được bát, mua được phân tần, mua được cái bóng đèn của nó luôn. Thế là những cái dòng này thì em thu mua lại của một số các bác thợ là chuyên gom của em, chuyên gom cho em những cái dòng bát này. Thì đôi này là có đôi 301 CD2 đời chót, có nghĩa là đời này nó chung đời bát mới CD3 các bác nhá. Đấy. Tất cả còn zin đẹp cho các bác luôn. Đây còn nguyên ui bẩn về còn chưa làm gì luôn. Và còn nguyên các bác nhìn này, còn nguyên mã số CD này các bác nhá. Đấy, mã số CD. Đấy. Zin toàn bộ cho anh em luôn. Đấy. Đôi này thì em đang bán cho các bác giá là 2.900.000 đồng một đôi. Đấy. Bao ship cho anh em luôn.
bao ship cho bác luôn, bác nào bỏ đây là loa Hồng Kông em biếu không cho các bác luôn, loa Hồng Kông luôn luôn. Đấy, nếu các bác nào mà bỏ loa Hồng Kông em biếu không cho các bác, không cần phải tiền các bác nhá, bao ship cho anh em luôn. Còn đây là 301 CD2, con CD2 này thì nó là dòng CD2 cổ lục giác các bác nhá. Cổ lục giác con này thì là màng của nó là màng màng xanh, thì sao màng xanh này rất là hiếm các bác nhá, rất là hiếm đấy, là màng xanh đấy. Thì đôi này 2.600.000 đồng đấy, còn con này thì là đời chốt của nó là đời cổ tròn lên như đời CD3 các bác nhá, đây là CD3 đấy, rất nhiều bác lắp bắt đầu sang CD3 các bác nhá, hai bác luôn đấy. Đôi này thì 2.600.000 các bác nhá, màng xanh đấy. Mã số 6B là 301 CD2 đời chót cổ tròn lên, đó là nhi của bát CD3 các bác nhá. Y hạt sát bát CD3. Đấy, còn 6C này là màng xanh cổ lục giác các bác nhá. 2.6, còn đôi này 2.9. Đấy. Còn ở đây tiếp theo là loa Peeler. Em nói luôn là cũng loa Peeler này cũng mua lại của thương gia. Nói chung là hàng người ta mua là Peeler sản xuất tại Việt Nam và xuất đi châu Âu. Đây là những cái dòng loa mà nó là dòng loa toàn giải, nó lắp cánh ô tô các bác nhá. Đấy, bát 20. Đấy, tiếng thì toàn giải thì các bác biết rồi, nó quá hay rồi đúng không ạ? Đấy, con này thì màng của nó màng kiểu là màng hơi xám xám tím tím. Đấy. Đấy, phễu dòng toàn giải luôn. Cái con này thì là 580 nghìn một đôi. Còn dòng này thì nó là màng sóng các bác nhá, gân dưới, màng sóng gân dưới và mũ cái nón của nó là nón vải các bác nhá. Thì cũng đôi 7B này. 7A này thì là gân cũng là gân mút. Đấy, gân mút các bác nhá, gân mút nhưng mà nó có nón chóp. À, nó phễu này cũng 580.000 một đôi. Còn dòng này cũng là toàn giải, cũng Peeler các bác nhá. Peeler. Các bác nhá, cũng là Peeler bát 20 cả. Côn của nó côn 25.5. Các bác nhá, côn 25.5 4 ôm. Đấy, cũng là nhưng con này thì nó là màng sóng và nón của nó là nón vải thông nhìn được đây, xoay đèn vào đây có thể nhìn côn được nó luôn các bác nhá. Đấy. Cũng 580.000 một đôi. Cái 7B thì là nón đen kia. Nón vải, còn con này thì nón của nó là nón phễu. Đấy. 7A nào nó phiếu cũng 580.000 một đôi các bác nhá. Bao ship cho anh em luôn, tất cả bao zin. Đấy, con này thì nó cũng có tem. Con này thì có tem các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là mã số 8 ở đây, đây là đôi bát 2 à đôi bát 16 Benziger. 16 Benziger, con này thì côn của nó cực khủng luôn các bác nhá. Bé nhưng mà côn rất là to. Đấy, có biết rất là to. Đấy, gân vải thẩm dầu các bác nhá, gân vải thẩm dầu. Công suất là 160W. Đấy. Kháng trở là 4 ôm. Côn của này là côn 30 con này là côn 37 các bác nhá. Con này côn 37 chứ không phải là côn nhỏ đâu nhá. Côn rất là khủng luôn. Đấy, và làm lời thì cực hay luôn. 680.000 một đôi các bác nhá. Đấy, hàng này này. Đấy, hàng mới cho các bác luôn. Hàng mới. Còn đây là loa DK, bát 16 các bác nhá. DK bát 16. Từ thì có vẻ nó ná ná con này nhưng côn nó đẽ hơn. Con này nó côn 25.5 thôi. Đấy, côn 25.5. Màng con này thì rất là đẹp các bác nhá. Dòng này làm nó nói rất hay này. Con này hàng mới các bác nhá, tất cả hai con này hàng mới này. Hai con này hàng mới các bác nhá. Nó 16 hàng mới này. Con này nó phễu nó võng xuống này rất là đẹp. Hai đôi này thì nó rất là phải chăng thôi, có 380.000 một đôi các bác nhá. Đấy, em mua lại thanh lý của công ty DK, cũng hàng mới. Đấy, nói chung là đợt vừa rồi thì dịch dạo nên là nhiều công ty thanh lý lắm các bác nhá. Đấy, ok, 380.000. Đấy, còn dòng này là mã số 8 là 680, còn con dòng này 380.000, mã số 9 các bác nhá. Đấy, còn đây là loa Trung Mackey 2 tầng các bác nhá. Trung Mackey 2 tầng. Dòng này thì nó là hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi nhưng nó về còn nguyên cả ni lông ở đây này. Đấy, nguyên cả cái xốp để chèn ở dưới này, rong cái rong này. Dòng này thì côn của nó côn 25.5 nhưng mà củ 5.2 tầng các bác nhá, 5.2 tầng. Đấy, dòng này thì là đường kính của nó là 13.5 các bác nhá, đường kính 13.5. Dòng này đường kính 13.5 các bác nhá. Đấy, 13.5. Đây, các bác nhìn đường kính từ đây sang bên này là 13.5 cm các bác nhá. Đấy, 13.5 cm. Đó, giá của nó là 500.000 một đôi. Đấy, còn dòng này là dòng 12.5 à dòng 12 các bác nhá. 500 một tầng cũng là Mackey nhưng mà 500 một tầng. Đấy, cũng côn 2 năm. Đấy, côn 25.5 nhưng là một tầng. Thì loại này thì là 380.000. Và đây là Trung Onkyo. Đấy, cũng 12, dòng này côn của nó là 2 năm nhưng mà nó loa của nó này là gân của nó là gân cao su nên là nó vẫn có tí bát, còn dòng này toàn giải thì nó ra cả bát cả chung cả chép luôn, tiếng rất là sáng. Có Onkyo các bác nhá. Onkyo giá là 380.000. Dòng này thì mã số của nó mã số 11 là Trung Mackey, còn 12 là Trung Onkyo các bác nhá. 380.000 toàn giải. Đấy. Cực kỳ chất luôn. Đấy, dòng Onkyo của Nhật Bản thì tiếng quá hay rồi. Mã số 13 đây là
là chung Advent của Đan Mạch các bác nhá. Chung này là chung 12,5. Đây. Cổ nó như là đúc luôn này. Rất đẹp, các bác nhìn kỹ giúp em cái. Đan Mạch 1973 các bác nhá. Advent này. Và trên cả cái thông số của cái trên vành loa nó cũng đều in hãng của nó này. Các bác nhá, dòng này thì nó là 550.000 một đôi. Đấy, đường kính 12,5 của Đan Mạch các bác nhá. Đây cái chép đôm của nó đây. Chép đôm của nó cũng Đan Mạch đây. Mã số 13 là nó trung bát các bác nhá. Dòng trung bát. Đấy, còn dòng chép đôm này thì cũng là đã Đan Mạch này. Đấy. Đan Mạch này, 1973 này. Đấy, 6 ôm này. Đấy các bác nhá. Và đường kính của nó là 10,5 các bác nhá. Đường kính 10,5. Nó trung này là đường kính 10,5 các bác nhá. Đấy. 10,5 350.000 một đôi các bác nhá. Bao zin cho anh em luôn. Đấy, trung kín ST hay trung kín ST màng xanh. Đấy, các bác nhá. Trung kín các bác nhá, trung kín rất là hiếm các bác nhá. Cắt ra đây, cái dòng này thì nó là hàng công nghệ của hàng công nghệ của Mỹ sản xuất tại Đài Loan các bác nhá. Đấy, dòng này rất là hiếm này. 300.000 một đôi các bác nhá. 300.000 một đôi, cắt thùng ra này. Đấy, hàng này hàng bãi các bác nhá, tất cả hàng này hàng bãi hết các bác nhá. Bãi hết. Đường kính 11,5 các bác nhá. Đấy, 300.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. Đấy. Bao ship cho anh em. Ok cho anh em. Còn đây là hai dòng chép nhập, cho nói chung là hàng mua thanh lý của công ty Mazang các bác nhá, nó do dịch bệnh không xuất khẩu được này. Chép cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Và đôi chép này là 8 ôm là đường kính là con này mã số là 083C này. Đấy, con này là chép vuông các bác nhá. 210.000 một đôi chép Mazang. Đấy. Còn chép 4 ôm là 092. Đấy 092. Thì chép này thì có 200.000 một đôi thôi. Vuông là 210 còn tròn là 200 các bác nhá. Đấy các bác nhá. Và đây các bác keo dưỡng cân hàng xưởng đấy các bác nhá, hàng xưởng này 180.000 một hũ này. Nói chung một hũ ít này thôi nhưng mà có thể dưỡng một cái hũ này có thể dưỡng được 3 đô la các bác nhá. Và khi các bác nhìn là cái màng của nó này, dưỡng được cả gân và cả màng luôn. Trong trường hợp mà những cái màng nó kém các bác có thể có dưỡng này, các bác nhìn này. Đây là lúc dưỡng rồi này, cái này chưa dưỡng này. Các bác nhìn chưa? Nó khác nhau một trời vực luôn. Dưỡng xong rất là đẹp, và trong trường hợp mà những cái gân mà nó kém ấy các bác nhìn này. Dưỡng xong dưỡng rất là bóng, rất là đẹp các bác nhá. Là chất luôn. Thì gân này dưỡng keo dưỡng gân này là 180.000 một hũ, một lọ này các bác nhá. Đấy, các bác cũng về có thể mua cái chổi sơn này quét cái để tầm 5 phút là khô, à 5 phút là bóng luôn. Đấy, 180.000 bao ship cho anh em luôn. Tất cả hàng này đều bao ship hết các bác nhá. Các bác không phải lo tiền ship nữa. Đấy, họng vuông này là 80.000 một đôi các bác nhá. Đấy, họng vuông 80.000 một đôi bao ship. Đấy. 80.000 một đôi. Nhưng mà cái dòng này nó em hay bị hết hàng lắm. Nó không có số lượng nhiều đâu. Đấy. Thi thoảng thì lại bị hết hàng đấy. Và họng vuông này là 12 cm các bác nhá, họng vuông 12 cm. Đấy, họng này là họng 12/16, là 12 chiều này và 16 chiều này. Đấy, hàng này hàng nhập khẩu này. Đấy, nhựa ABS bóng lư luôn. Đấy, hàng nhập khẩu của China rất đẹp các bác nhá. 160.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. Đấy. Và đây là họng 10 cm này, 80.000 một đôi này. Có thể lắp tất cả các dòng phễu chép từ côn 250, 350 và 450 luôn. Đấy, cái dòng này đều lắp chung với nhau một gen mà. Gen 34 hết các bác nhá. Cái này cũng thế này. Gen 34 hết này. Đấy, con này là phễu tròn này, con này phễu vuông nắp cho những dòng BMB này, chép BMB này. Thay đổi chép gen này cũng 90.000 một đôi, cái dòng này 90 nhá các bác nhá. Còn dòng này thì là dòng 8,5 cm thì là 60.000 bao ship cho anh em luôn. Tất cả hàng nhập khẩu của China, cái nhà cầu China. Nhựa ABS chống sốc cực tốt các bác nhá. Không phải những cái dòng của Việt Nam làm đâu, Việt Nam làm rất là giòn, rất dễ hỏng các bác nhá. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua sản phẩm gì thì có thể alo trực tiếp cho bên em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.